Chính thức rời Apple Trưởng nhóm thiết kế Johnny Ive đã biến mất khỏi trang danh sách leadership của Apple Báo hiệu sự ra đi chính thức của ông sau tuyên bố hồi tháng 6 Johnny Ive đã gia nhập Apple từ năm 1992 Và lãnh đạo nhóm thiết kế từ năm 1996 Hồi tháng 6 Các thông báo chỉ tiết lộ rằng Johnny Ive sẽ rời công ty vào cuối năm này Có một vài tin đồn cho rằng Johnny Ive mâu thuẫn với chiến lược của CEO Tim Cook Nhưng Apple đã bác bỏ điều đó Sau khi rời bỏ Apple Johnny Ive thành lập công ty thiết kế riêng là love from apple cũng sẽ là một trong số những khách hàng của công ty thiết kế mới này ceo tim cook cho biết apple vẫn sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ tài năng của johnny thông qua hợp tác trực tiếp trong những dự án độc quyền và thông qua đội ngũ thiết kế tài giỏi mà anh ấy đã từng dẫn dắt đội ngũ thiết kế phần mềm và phần cứng tại apple hiện do coo jack williams chịu trách nhiệm quản lý